xin hãy giúp gia đình tôi. Tôi rất tiếc, mẹ tôi đang bệnh nặng. Tôi rất tò mò về câu chuyện của anh. Chị yên tâm, đúng sang tuần em cho. 20 triệu, đây là tiền thuốc của chị, chú nhớ đúng hẹn. Vâng vâng. Thôi phản đề. Lại thua. Quá hạn rồi, sao cậu chưa trả tiền? Toàn người nhà với nhau, có vài đồng bạc, sao có phải sồn sồn lên thế? Chú nói thế mà nghe được à? Đây là tiền thuốc chữa bệnh của mẹ cháu. Dành con, biết gì mà nói. Nào có, thích thì tao trả. Chú! Sao? Làm gì được tao? Hai bên vay mượn bằng mồm, không có bằng chứng, tôi không thể giúp được. Phiền cô hãy nhắn một tin như sau. Số tiền vay 200 triệu, cậu định bao giờ trả? Tôi vay có 20 triệu, từ khi nào thành 200 triệu? Có bằng chứng rồi đấy, phiền anh giúp hai người họ.